Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 15.600 điểm cầu trên toàn quốc với gần 1.300.000 cán bộ đảng viên tham dự. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tham dự. Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung quy định 144. Đây là bước cụ thể hóa kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, về đạo đức, để Đảng ta là đạo đức văn minh. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, điều quan trọng cốt lõi trong việc triển khai quy định 144 là làm cho mỗi cán bộ đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thử thách cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm cho văn hóa con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước. Ông Lê Minh Hưng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt chỉ thị số 35, đây là văn bản quan trọng định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, làm đến đâu chắc đến đó, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài. Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện quy định 144 và chỉ thị 35 nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.